Tại thành phố Thủ Đức thì sau khi liên tiếp xảy ra các vụ ngộ độc do đồ ăn thức uống bán trước cổng trường thì như quý vị có thể thấy là phía sau tôi các trường đã bắt đầu siết chặt việc bán hàng rong và không cho các hàng rong bán ở trước cổng trường như thế này. Tuy nhiên ở một số trường khác, thức ăn đường phố hàng rong vẫn bày bán trước cổng. Đây là công việc mưu sinh của nhiều người lao động. Do đó theo các chuyên gia, vấn đề quan trọng cần được quản lý là cung cấp kiến thức để người kinh doanh am hiểu về nguy cơ và cách chế biến an toàn thực phẩm. Họ hiểu biết, có kiến thức và họ có kỹ năng để họ có thể chế biến thực phẩm một cách an toàn hơn. Thì tôi tin rằng là tất cả những người chế biến thức ăn thành phố thì không ai muốn ngộ độc đó, chỉ có điều là kiến thức của họ chưa đầy đủ. Trách nhiệm rà soát và phổ biến kiến thức an toàn, các chuyên gia cho rằng thuộc về các cấp quản lý. Tại Đồng Nai, sau vụ ngộ độc làm hàng trăm người nhập viện có liên quan đến thức ăn đường phố, tỉnh này đã triệu tập các địa phương để triển khai các giải pháp chấn chỉnh, đặc biệt là rà soát việc kinh doanh thức ăn đường phố có quy mô phục vụ trên 100 người. Về cái quy mô của các cái cơ sở nhỏ lẻ thức ăn đường phố sẽ được kiểm tra kỹ lại về cái phục vụ, cái mức độ phục vụ của người dân tại địa phương. Cũng như là đây cũng là một cái bài học rất lớn cho cái việc quản lý, thì các đơn vị cũng địa phương, thành phố của tỉnh cũng sẽ hết sức tập trung. Ngoài quy mô phục vụ, các giải pháp giám sát điểm nguy cơ như phục vụ cho trẻ em cũng được đặt ra, đặc biệt là các nguồn cung cấp thực phẩm cho việc kinh doanh. Tăng cường và đặc biệt là cái vấn đề thanh kiểm tra đột xuất, chứ không phải là theo kế hoạch. Theo kế hoạch thì báo trước thì nhiều khi nó cũng không có được hiệu quả cho lắm. Thức ăn đường phố vốn là công việc mưu sinh và cũng là thức ăn được nhiều người lựa chọn bởi tính tiện lợi. Tuy nhiên, an toàn thực phẩm được đặt ra với loại hình kinh doanh này để vừa đảm bảo hoạt động buôn bán nhưng cũng đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, nhất là thời điểm nắng nóng này.